Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Đây, tôi đang ở đây là ấp Suối Núp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên một cái lô đất ở khu dân cư nhé. Đây có cái nhà phía cuối hẻm này. Đây, nhà này cũng tương đối to này. Đó. Thì giới thiệu quý vị một cái lô đất giáp danh với cái nhà này luôn. Đấy, lô đất này có chiều ngang là 37 mét. Đây, bắt đầu từ giáp danh cái nhà này đó cho đến đi ra ngoài kia. Đây, mình đi ra ngoài này là 37 mét, ăn sâu vào bên trong. Thì 266 có diện có 300 mét đất ở luôn rồi. Sở dĩ nó có đất ở là bởi vì ngày xưa đất đấy nó có một căn nhà, nên là người ta sẽ đương nhiên có được 300 mét đất ở. Và giá chào bán cho nốt này là 2 tỷ 7, quý vị nhé. 2 tỷ 7. Thì đây, đất của mình đến đoạn này, đến chỗ cây tràm đây. Thì người nó đất nó còn dài nữa, nhưng mà người ta chỉ cắt 266 đến đây thôi, là chiều ngang 37 mét, quý vị nhé. Đấy, 37 mét sâu đến kia, giáp danh với cái nhà trên kia, thì là chào bán 2 tỷ 7, có 300 mét đất ở rồi. Còn bây giờ mình đây là đi ra đường này, ra đường nhựa thì có một đoạn. Đây mình đi bộ ra ngoài. Đây, ô tô vào vẫn thoải mái, nhưng mà tôi không muốn đi vào trong này, bởi vì trong hẻm này nó cũng gần thôi. Hay đi vào cua rồi quay đầu ra nó cũng mất thời gian. Đây, ô tô chúng tôi đỗ ngoài đây rồi. Đó. Thì từ cái ngoài đường nhựa ô tô đỗ đến đất ta chỉ mấy chục mét thôi. Rất gần. Đấy, xung quanh đây có cái tòa nhà vườn to, rất là to luôn. Đây một cái này. Đấy. Hai cái, quý vị thấy ạ, cái này đó. Rất là to. Nhà vườn rất to. Đấy. Thì ai mà muốn làm cái biệt thự sân vườn mà có thổ cư ấy, thì rất nhiều người quan tâm là đất có thổ cư, thì cái lô này có thổ cư cho quý vị làm nhà nhé. Thì giá trung bình là cũng hơn 1 tỷ một xào. Đường này đang chuẩn bị trải nhựa rồi. Đó, khu dân cư lại có sẵn thổ cư luôn. Đấy, thì quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đây, biệt thự đây, nhà vườn này nhá. Rồi.